Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Team Flash, đương kim vô địch đấu trường danh vọng mùa đông 2018. Á quân AIC 2018. Chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Team Thái Nguyên, xếp ở vị trí cuối bảng tại đấu trường danh vọng mùa đông 2018. Trở lại với đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 nhờ tấm vé ở vòng loại quốc gia. Theo lý thuyết, rõ ràng Team Flash sẽ không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với TTN. Nhưng lý thuyết không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là ở đấu trường danh vọng. Và sau đây sẽ là 3 lý do để tin tưởng vào việc TTN sẽ tạo nên cú sốc trước Team Flash trong ngày mở màn của đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Thứ nhất, Killer, nay là Joy, là huấn luyện viên cũ của Team Flash trong mùa giải trước, quay trở lại với mục tiêu gây dựng lại TTN hùng mạnh của nào. Hành trang của Joy là những năm tháng chinh chiến trong màu áo của Team Flash. Những kinh nghiệm mà Joy có được chắc chắn sẽ giúp TTN mạnh lên rất nhiều ở mùa giải này, đặc biệt trong cuộc đại chiến khai màn đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Với việc là cựu huấn luyện viên của Team Flash, Joy chẳng khác nào gián điệp trong trận chiến này. Thứ hai, luật ban pick mới, luật cấm chọn mới được áp dụng. Đây vừa là thử thách nhưng cũng vừa là cơ hội cho tất cả các đội tuyển. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được những chiến thuật dị xuất hiện trong trận khai mạc, và rất có thể là TTN sẽ mang đến bất ngờ cho Team Flash. Thêm vào đó, Joy đã quá hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của học trò cũ của mình. Những cái bẫy có thể được răng sẵn chờ Team Flash ngay từ phần cấm chọn thứ 3. Team Thái Nguyên là đội duy nhất ở đấu trường danh vọng có thể đánh bại được Flash. Ở trong mùa giải năm ngoái, Team Flash chỉ thất bại trước hai đối thủ. Một là đương kim vô địch AIC 2018 dây team, và còn lại chính là TTN. Nói không phải mê tín, nhưng đây hoàn toàn có thể là cái rớp với Team Flash và là lý do lớn nhất để các fan của TTN tin vào một cuộc địa chấn tại trận khai mạc đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Đón xem ngay đại chiến mở màn đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 vào 18 giờ ngày 23 tháng 2 trên các kênh sóng của Garena Liên Quân Mobile.